Hiện tại thì anh em mình đang có mặt ở tại Keo Ngọn cùng với dịch vụ mai táng của trại hòm Tâm Thạnh nha các bạn. Ở bên trong thì anh em đang làm lễ bái quan, chuẩn bị di quan đưa linh cữu của cụ bà ra nơi phần mộ ở phía sau. Thank you.